Trong video ngắn này, Random Football sẽ giải thích ngắn gọn và dễ hiểu về hợp đồng của Frank de Jong tại Barca được chia làm hai giai đoạn với mức lương cơ bản đầu tiên là 14 triệu. Chúng tôi cũng lấy con số này làm mốc tăng giảm cụ thể. Giai đoạn thứ nhất, 2019-20, 12 triệu 320 000 euro giảm 12% toàn đội. 2020-21, 3 triệu euro giảm 11 triệu euro. 2021-22, 9 triệu euro giảm 5 triệu euro. Giai đoạn thứ hai, 2021 2022-23 18 triệu euro tăng 4 triệu euro, 2023-24 18 triệu euro tăng 4 triệu euro, 2024-25 18 triệu euro tăng 4 triệu euro, 2025-26 18 triệu euro tăng 4 triệu euro. Tuy nhiên, hai giai đoạn này không được tách từ sau mùa giải 2021-22 mà thực tế thì nó đã bắt đầu từ trước đó khoảng 2 năm, chính là khi hai bên ký vào bản gia hạn hợp đồng cho đến hết mùa hè 2026. Trong giao kèo mới này, suy đoán trực quan nhất là Barca đã nói với De Jong một trong bốn lý do như sau. Thứ nhất, De Jong phải giảm 12% lương cùng toàn đội trong mùa 2019-20 vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Hai, trong hai mùa tiếp theo 2020-21 và 2022-23, De Jong chỉ nhận tổng cộng 12 triệu euro thay vì 28 triệu như giao kèo cũ. Món nợ 16 triệu sẽ bị xóa hoàn toàn trên giấy tờ nhưng Barca cũng sẽ bù trên giấy tờ trong 4 năm tiếp theo, mỗi năm 4 triệu euro, tổng là vừa tròn 16. 3. Nghĩa vụ của De Jong là anh phải giảm lương và chấp nhận bị nợ lương theo kiểu không nợ trên giấy tờ vì lòng trung thành. Và cuối cùng, quyền lợi của De Jong là anh sẽ được gia hạn thêm 2 năm chỉ sau đúng một mùa giải. Cuối cùng, hai bên đi đến thống nhất chính là việc gia hạn trong mùa hè 2020 như đã nói. Từ đây, Hợp đồng mới của De Jong với mức lương cơ bản được hiểu theo từng mùa giải như sau. 2020-21 3 triệu euro, 2021-22 9 triệu euro, 2022-23 18 triệu euro, 2023-24 18 triệu euro, 2024-25 18 triệu euro và 2025-26 18 triệu euro. Như vậy, sau 3 năm, thì De Jong chỉ nhận 12 triệu 320 000 cộng với 3 triệu cộng với 9 triệu bằng 24 triệu 320 nghìn euro. Trong khi đó, nếu không chấp nhận ký vào bản gia hạn đó, thì anh sẽ nhận được là 12 triệu 320 nghìn cộng với 14 triệu, cộng thêm với 14 triệu nữa, bằng 40 triệu 320 nghìn euro. Kết luận, nếu nói bác Sa không nợ Frankie de Jong thì là đúng, nhưng nếu nói bác Sa chỉ nợ de Jong tình cảm thì là sai. Đúng là vì số nợ đó chưa mất đi và sẽ không mất đi nếu Frankie de Jong đi hết hợp đồng cho đến hè 2026. Mặc dù trên giấy tờ thì Barca đúng là không nợ nần gì de Jong cả. Còn sai là vì Barca muốn bán de Jong để thanh lý hợp đồng, mà thanh lý xong thì dĩ nhiên là không có lý do để trả lương cho các năm tiếp theo. Đó là phần việc của de Jong với một đội nào đó mua anh. Nhưng động thái này là vi phạm đạo đức nghề nghiệp khi Barca có ý phản bội hợp đồng đã ký vào năm 2020. Nếu Barca bán De Jong ngay trong hè này, họ có thể không cần trả 16 triệu euro đó, nhưng họ cần phải làm thế để không bị người đời gọi là loại phản phúc. Còn nói như Random Football, Barca không chỉ nợ tiền De Jong, họ còn nợ cầu thủ người Hà Lan một món nợ ân tình và như cổ nhân đã từng nói, món nợ ân tình là món nợ rất khó để trả, thậm chí là không thể trả trong cuộc đời. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới nếu hứng thú với video này hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của random football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại